Dạ xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ là nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là 11 tây tháng 7 năm 2022. Em có về hai phôi mai vàng rất là đẹp. Dạ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào em ơi. Dạ chào cô chú anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tọa lạc em là tại tổ 17, khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533, em tên Út. Địa chỉ em là cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha cô chú anh chị. Đây là địa chỉ tàu lạc của em nha. Thì rồi không để mất thời gian, có quý cô chú và anh chị em tiến vào cây số 1 đầu tiên nha. Cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng đế khủng, bông giảo luôn nha cô chú anh chị. Hôm nay em đem về cây này, cây dữ lắm cô chú anh chị ơi, khủng lắm nha. Em để lên một chiếc xe này cô chú anh chị, hết sức cây mai cô chú anh chị ơi. Hàng giống như hàng cổ thụ còn sót lại cô chú anh chị. Cái này xù hết gốc hết trơn ơi cô chú anh chị. Cây nồi đế là khủng khiếp cô chú anh chị ơi. Cây này cũng có đường cắt bonsai nha, cắt tầng đa rất đẹp nha cô chú anh chị. Có khúc chủ luôn cô chú anh chị. Đây. Đó, khúc chủ nha cô chú anh chị, rất to nha. Cây này cắt cái một cây tầng đa rất là đẹp luôn. Mà em thương bộ tàng nha cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị có sân rộng á để trước cái nhà là chơi luôn nha. Cây này bao bông cho cô chú nha, bông đẹp nha. Bông bao chú anh chị bông từ 5 cánh tới 12 cánh nha. Bao chú anh chị luôn. Cái này em để trên chiếc xe này của chú anh chị biết là hiểu rồi đó. Là cây khủng lắm của chú anh chị. Cái này cũng đáng cho chú chị sưu tầm nha. Dữ lắm của chú anh chị ơi. Dạ chưa anh, em mới làm về anh. Mới đem về à? Dạ chút xíu đi em nói chuyện cho anh ha. Dữ lắm của chú anh chị ơi. Đồ đế ngoài khủng khiếp lên của chú anh chị. Hết sức cái đồ đế rồi. Cây này hồi xưa là chủ có bứng về một lần của chú anh chị. Khoảng mười mấy năm nha. Bây giờ nó ra một vàng thêm một vàng rẻ của chú anh chị. Nè, xù hết trơn của chú anh chị. Xù hết gốc luôn nha. Cây này như cây cổ thụ vậy đó. Cái này tuổi thọ là trên 70 năm rồi chú anh chị. Cái bộ tàng hồi nãy em đo hạo là 4m rưỡi nha cô chú anh chị. Tán ngang khoảng 5m rưỡi nha. Em đo hạo hạo cho chú anh chị nha. Đo phỏng chú anh chị nha. Anh Nhân ơi, anh lấy cái thước dây đo đường kính bầu nhiêu anh Nhân? Em dịch ở đây nè, cho anh Nhân đo đường kính bầu á, đường kính bầu ngang á. Ờ. Đây qua bên kia nhiêu? Nhiêu? 1m6. Rồi, để anh để xuống đây nè, để nè. Rồi đường kính bầu 1m6 của chú anh chị. Rồi em đo cái hoành đế nhiêu. À, hoành đế nằm trên cái dây đỏ nè. Dây đỏ nè. Đó. Nói chung cọng dây đỏ tới đâu là đế nó chảy tới đó của chú anh chị. Rồi bấm dây cho đó nha. Từ qua từ coi nha. Nhiêu? Đầu đế 401 rồi chú anh chị, là đo cái nằm trong cộng dây đỏ nha. 401 của chú anh chị ơi. Rồi em tiến vào đo thông số hoành em ơi. Cây này dữ lắm của chú anh chị ơi. Đầu đế 400 mấy rồi chú anh chị. Hết sức cái đầu đế rồi. Người mẫu ôm không dám luôn mà. Hoành 87 rồi chú anh chị. Đo chạc chạc dưới đây, nở dưới đây là phần dưới đây là chở 90 nha. Em đo chạc dưới đây xíu nhẹ thôi. Rồi đo chạc chạc sát khối đế là 93 hoành cho chú anh chị. Giờ đó em đo thêm xong số nằm trên đây đi. Sát chi 1 cho chú anh chị tham khảo nha. Đây em đo nữa nữa kia nha. 86 hoành của chú anh chị. Rồi em đo hạo về cốt cành cho chú anh chị tham khảo nha em ơi. Cốt chi này là 30. Cốt chi 30. Mình đó lên rồi. Dài cốt chi cho chú anh chị. Cốt chi này là 27. 27. Tổ thóc thần từ đây xuống mặt đế nha. Thóc thần là 35. Thóc thần 35. Hết sức cười của chú anh chị ơi.
cây sạch sẽ không lỗi nha chú anh chị. Cái này cô chú anh chị có cái sân rộng á, lấy cái này về chơi cô chú anh chị. Ở ngoài khủng khiếp lắm cô chú anh chị ơi, đường kính bầu là 1m6 cô chú anh chị. Nhân ơi, anh ở đây với người mẫu căng trái tay ơi, căng tay thử cái bầu ơi, giáp không đụng nha. Đó cô chú để nha, chú chị hình dung nha. Đó, rồi qua đây căng lại cái bên đây nữa ơi, hết sức của chú chị ơi. Cái này cầu 4 người ôm cái bộ đế mới hết như của chú anh chị, hết sức rồi. Rồi cây này kìa, cây không bị lỗi không bị sẹo của chú anh chị, mới về hôm qua nha. Em bứng cái bầu là cô chú bự lắm, cô chú cứ yên tâm một bộ lá nha, giữ bộ lá luôn. Cây giá trị cao, em quay rất kỹ cho chú anh chị tham khảo luôn nha. Bộ đế hết sức, bộ đế luôn của chú anh chị. Sù nha. Đây sù chảy rồi chú anh chị. Cái này cắt tầng đa cũng đẹp nữa của chú anh chị. Mà em thương bộ tàng của chú anh chị ơi. Bộ tàng nó tròn dình luôn, ở ngoài nó tròn do luôn. Đó em đứng cách xa đó khoảng 5 mét em lấy hết bộ tàng đấy không chú anh chị. Cô chú anh chị hợp nhãn thì liên hệ với em qua số điện thoại 0919 755 533. Em tên Út kêu chú anh chị. Bao chú anh chị là cây ngoài rất khủng rất đẹp. Trong hình cô chú anh chị nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 nha chú anh chị. Hết sức rồi. Đây, bầu lớn quá người mẫu ôm không được nha chú anh chị. Phải bước trên chiếc xe này nè, bước trên xe này mới đo hoành đo đế được. Dữ lắm của chú anh chị ơi. Xù mà nó cộm luôn của chú anh chị. Nó cộm nè. Cộm bằng ngón tay em luôn á. Xù nó cộm vậy đó của chú anh chị. Nè, nó cộm nè. Hết sức nó xù rồi. Nói chung nguyên phần mình nạt, lóc nạt này là xù hết trơn nha chú anh chị. Bao chú anh chị xù hết trơn luôn nha. Dưới rễ nè, xù luôn nè. Dưới rễ hầu như là xù 100% đấy của chú anh chị. Cốt chủ là đóng ngay chữa nó nghe của chú anh chị ơi. Được rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mãn phép vô luôn cùng với chú anh chị giá 300 triệu của chú anh chị. Em bao ship của chú anh chị bán kính là 300 km nha. Cây này ship của chú anh chị phải đi bằng xe cẩu nha của chú anh chị. Cái này không có nào mà bằng vận chuyển bằng tay chân được hết trơn á. Em xuống bằng cẩu, em giao hàng cho cô chú anh chị cũng bằng cẩu luôn nha. Đó, phí nó hơi cao, cô chú anh chị thông cảm nha. Còn chú anh chị ở xa thì thương lượng phí ship lại nghe cô chú anh chị. Thì rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 và xin mời quý chú anh chị nha. Dạ rồi, bước vào cây mã số 2. Và cây mã số 2 là cây mai vàng phong cách nha cô chú anh chị. Cây này cốt cành múa rất đẹp của chú anh chị ơi. Cây này có một tầng lá rất đẹp nha chú anh chị. Hàng đáng cho chú anh chị sưu tầm nha. Cây ngoài dữ lắm đẹp của chú anh chị. Cái này thích hợp cho chú anh chị để sân vườn rất đẹp nha. Những anh em chơi chim đó, chơi lan đó là chơi cây này rất đẹp nha chú anh chị. Cốt cành của chú anh chị nhìn nè. Lắc múa rất đẹp của chú anh chị ơi. Hàng đáng cho chú anh chị sưu tầm luôn nha. Quá đẹp của chú anh chị ơi. Cây điều chơi cây tán dù đúng phong cách nha chú anh chị. Cây này kia cũng là cây khủng nha chú anh chị. Cây ngoài khủng khiếp lắm chú anh chị ơi. Đế rất đẹp của chú anh chị. Cây cũng đang hiện tượng lên xù nha chú anh chị. Đây xù phần gốc hết trơn nha. Chơi cây tán dù cành lá rất đẹp với chú anh chị. Cái này có một cái cành lả lướt luôn, rất duyên dáng của chú anh chị. Chung bữa nay về hai cây rất đẹp với chú anh chị. Để rất khá của chú anh chị, để nào nấy chà bá luôn nha.
Để thì rất khá luôn. Rồi em tiến vào đồng số đi em ơi. Kia à. Đường kính bầu 1m2. Này vị trí này là 77. Hoành 77. Rồi anh em đo được kính bầu chưa? Được kính bầu 1m2 ha. Em đo thoát thân đi. Thoát thân từ đó nó lỗ anh nhiêu? Được không? Bước được không? Thoát thân 1m. Anh Nhân vô đâu có tán bay gà lá bao nhiêu nha, đo giùm tôi ra. Một mét tám nha anh em, nó tán lả ra 1m8 nha, chiều cao luôn, đo là hẳn chiều cao lên tôi đây. Nãy tôi đo mà tôi quên nè. À, đúng rồi, dịnh đây. Rồi tới mặt dây bầu luôn. Nhiều. 2m4 nha anh em. Cổ cành bây giờ không có đứng lên mà đo được nha anh em, rất là khủng nha, to lực anh em ơi. Cái này là không phải gì nha anh em, cái này nó lớn quá nó nứt da mở liền lợn nha anh em. Nào quay cho anh em xem nha, chứ ngoài ra là bao anh em cây mạnh khỏe nha. Ở dưới đây nè, như cây nó lớn quá lớn đó, nứt da mở liền lợn nha anh em. Đây nó liền bích trơn nha anh em, anh em cứ yên tâm nha, cây này chơi cây phong cách rất là đẹp nha. Những anh em mà chơi chim chơi ấy đó, cây cảnh đó, chơi chim nghệ thuật đó, lấy cái này về chơi nha anh em, máng mấy cái lồng chim vô cũng được, chơi lan cũng được nha anh em, đó là ý tưởng của em nha. Và anh em làm nguyên cái tán dù rất đẹp nha anh em, đó xây cái bồn cao lên rồi mình bắt một viên phơm tàn ở trên nha, ở dưới anh em ngủ nước trà hoặc nhâm nhi lại vài ly rượu cũng được nha anh em. Ít có cây mà tán dù mà đẹp gì nghe anh em. Cây là bao anh em mà rất đẹp, ở ngoài rất đẹp nha anh em. Lâu rồi em mới sưu tầm được một cây nha. Anh em nhìn ở ngoài rất là ưng ý anh em ơi. Nó cấu cảnh nó múa rất đẹp nha anh em. Nó múa lắc rất đẹp luôn. Trong hình anh em nhìn có 7 thôi, ở ngoài nó đẹp tới 10 nha anh em. Anh em thấy không rõ thì cứ kết bạn Zalo với em qua hai số điện thoại bên góc phải màn hình đó, rồi em gửi hình chi tiết cho anh em nha. Đó, anh em thấy không rõ thì cứ alo cho em đi, kết bạn Zalo cho em đi, em gửi hình chi tiết cụ thể cho anh em nha luôn, như đâu hoành với anh em luôn nha anh em. Bao anh em cây ngoài rất đẹp anh em ơi, này trái nắng hơi trái nắng anh em thông cảm em nha, ngược ánh sáng mặt trời nè, bởi vì nó hơi tối đó. Nhánh đều to lực cái nghe anh em, cây này bự quá em không bước lên đây được, đò để cái cốt chi đó. Cốt chi ngoài bự lắm nha anh em, cốt chi đó khoảng 50 nha, cốt chi bài tán bài rồi khoảng 50. Giờ rồi cây mai vàng mã số 2 em xin mãn phép giao lưu cùng với chú anh chị em giá 190 triệu, em bao ship cô chú anh chị em 200 km nha. Cái này rất nặng nha anh em, cái này cũng phải đi cẩu giao cho anh em nha anh em. Vừa rồi cây mai vàng mã số 2 cũng là cây mai cuối clip. Dạ cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc hết tài. Cô chú anh chị em đi ngang qua chưa đăng ký kênh thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Và nhớ bật cái chuông thông báo bên góc phải màn hình để đón xem những video mới nhất của em nha. Rồi em xin chào cô chú anh chị em, hẹn cô chú anh chị em clip sau ạ. Em xin chào ạ.